Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công của cha, cô tế làm sao mà con đền đáp được hết đây? Con xin cảm ơn tía nhiều lắm ạ. Dạ. Bữa nay vợ chồng con ở thành đạt. Dạ. Con dạy thằng Quốc là cháu nội của tía nên người. Tía cảm thấy rất là vui. Dạ. Vui. Mà nói thiệt, bữa nay tía thấy con á biết nghe lời tía, tía rất là mừng. Dạ. Và tía muốn một điều vậy nữa nè. Dạ, điều gì nữa chị tía? Con phải thương thằng Thế. Con thương thằng Thế, con phải coi nó như em ruột của mình. Dù không cùng một mẹ sinh ra, nhưng nó vẫn là máu mủ của con. Bởi vì nó là con của chú ruột con mà. Em ruột của tía. Dạ. Nếu dạ, mà chú con còn mà tía mà chết, dạ, là chú như cha. Con phải thương em, coi như em ruột, được không? Dạ dạ, dạ được tía. Tía cứ yên tâm đi. Con hứa cho tía, con sẽ coi thằng Thế như là em ruột của con. Con sẽ lo lắng, bảo bọc cho nó tía. Dạ, dạ, dạ. Con nói được câu này là tía vui lắm. Dạ. Bữa nay tía quyết định với con uống luôn. Uống không sai, không dạ, bao giờ đi ngủ nữa. Dạ, dạ, dạ đúng rồi tía. Mình uống cặn đầy luôn tía. Để con rót cho tía nha. Dạ. Đó. Dạ. Vui lắm. Bữa nay vui, vui, dạ, vui. Dạ vui lắm ha tía. Dạ vui. Vui quá. Hết luôn tía. Cạn ly luôn tía. Tía uống rượu giỏi thiệt đó tía. Vui á. Hiu hiu gió thổi đầu non. Mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng. Dạ. Ngọc Hoàng ngự tại đền vàng, thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi. Tưởng rằng con uống con chơi, ai ngờ con uống con rơi vô nhị tỳ. À, hay quá tía ơi, hay quá. Mà tía uống rượu thiệt là giỏi nữa. Rồi bây giờ mình uống uống không ngủ luôn tía ha. Cạn ly đầy luôn tía nha. Đó. À, đầu của tía bắt đầu quay quay à. Đâu con thấy tía còn tỉnh lắm. Tía nè tía uống hết luôn tía. Nè đầy luôn tía. Rồi. Rồi chín tía. Cạn ly tía nha. Hết luôn. Cạn luôn tía. À. Quang hô tía. Quang hô tía. Tía uống rượu hay quá. Tía còn hay nữa. Quang hô tía. Uống nữa nghe tía. Nướng nha. Vô. Kiểu này là không say là không có về luôn à. Không có ngủ luôn à. Tía thấy tình hình là quéo quéo nhẹ. Còn thấy tía không có xỉn đâu. Tía còn tỉnh lắm. Tía. Ừ. Tía. Ừ. Cuộc đời. Cuộc đời đâu thế nào nói được đó. À, tía. Tía ơi. Vui quá tía. Lâu lắm rồi con mới về thăm tía đó nghe. Ừ. Hôm nay mình chơi trò chơi nghe tía. Chơi. Mình chơi trò ký tên nghe tía. Chơi. Đó, ký tên vô. Đây, ký tên thử nghe tía. Chơi trò chơi ký tên. Dạ dạ đúng rồi. Tía nhau, hồi nhỏ cái con đi học á, con bị nhức đầu quá. Cái tía kêu đừng học nữa. Rồi kêu con chơi caro á, kêu đánh caro á, tròn chéo. Cái bây giờ mình chơi ký tên ha. Ký vô đây nè. Ký đây tía. Ký vô đây tía. Thằng này nhớ gì ai mà. Dạ. Ký ký vô tía. Đó, nè con ký rồi nè. Giờ tới phiên ký bên đây cái nữa thử coi ai có chữ ký đẹp hơn nè. Không mà ký chi. Vui lắm á tía. Vui dễ sợ luôn á tía. Giống caro vậy tía. Ký nè, ký qua, ký lại, ký qua, ký lại. Tía đừng có làm con buồn mà tía. Con năn nỉ tía mà. Mình đang vui, mình ôn lại kỷ niệm ngày xưa đó tía. Nha. Ký có vui không? Dạ vui, vui. Vui à? Dạ vui. Vui là cái. Dạ. Con biết tía mà, tía thương con lắm nha. Tía lúc nào cũng chiều con hết á. Nè tía, ký đây nè tía. Ký đây. Ký à, nghe dạ, hàng không? Dạ nghe đây, nghe đây. Dạ đúng rồi. Đó.
À, trời ơi. Mày ký. Dạ con ký rồi nè. Con ký bên đây nè. Trời ơi, chữ ký của tía đẹp quá. Trời ơi, ký đẹp quá tía ơi. Công nhận á. Tía ký tên rồi. Ta đã thành công rồi.